Đại Trường xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, các bạn trẻ và những người có mặt trong buổi tối hôm nay. Xin phép cho Đăng Trường được gửi lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn, anh nghe tình em chứa tràn. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Cảm ơn rất nhiều và xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.